Hey yo, hello nha, chào người nha, chào mừng quay trở lại với channel mình là từ từ đường phố đây, rất vui mừng người nha. Chúng em vẫn rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video mình hay và hữu ích đừng quên like và share để mình thấy kênh nhân đôi bên góc phải, mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài ra không biết anh em đã gọi bộ kệ chưa chưa lấy chưa kệ shop nha, shop mình có để phần mô tả không như phần bình luận của video anh em ủng hộ và còn nào. Bữa nay thì mình có mua bán lại rồi, bạn nào có nhu cầu mua bán thì mình nha, link cũng có để phần mô tả luôn. Ok, còn về vấn đề về cái video về game của Trung Quốc mà nhận 100k kim cương thì mình có một video hướng dẫn tải đàng hoàng, các bạn hãy vào video đấy xem và tải giúp mình nhá. Còn đâu mọi video khác đều không có link, link chỉ để ở video duy nhất là video đấy thôi. Đó nên là có gì anh em ghé qua đó xem giúp mình và tải giúp mình nhá. Và quay trở lại video này, trước khi bắt đầu video cho anh em xem video mình cái vẻ thoải mái nhất nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quay lại clip ngày hôm nay thì lâu lắm rồi mình mới làm core thử thách anh em. Thì như các bạn cũng đã biết thì kênh vừa mới đạt được 19.000 người đăng ký cho vào ngày hôm qua kia chứ hôm kia. Thì nay anh em xem video này vào rồi ngày hôm kia. Thì mình cuối tuần này mình sẽ làm một cái event tặng ạc, thì kèm theo event đó thì hôm nay mình có một cái gọi là thử thách event. Là thử thách bạc thêm nhá mọi người nhá, có nghĩa là hôm đấy event vẫn có một con ạc riêng cho anh em, làm event riêng cho anh em rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ kèm theo một cái thử thách này nữa, nếu thử thách hoàn thành thì hôm đấy mình sẽ tặng thêm cho các bạn con ạc này. Đó, VIP 14 Never 157 Master anh em à, top 19 server anh em, động lực chiến đấu team lên đến 22 triệu đó, là giới thiệu qua cho các bạn biết. Và cách thức tham gia như cách thức để con nạc này có thể làm event là như thế nào. Ok, thì lâu lắm rồi mình kênh mình cũng lâu lắm rồi mình cũng mới làm thử thách. Thì đầu tiên để cho mình trước khi vào làm nói về cái thử thách này thì cho mình gửi lời đến tất cả 19 anh em đã đăng ký kênh ủng hộ kênh Tiểu Từ Đường Phố mình trong suốt thời gian qua, cũng gần 25 rồi, cũng làm kênh cũng gần 25 rồi, thì mình cũng muốn biết là hiện giờ còn bao nhiêu người còn đang theo dõi cũng là xem cũng yêu thích kênh Tiểu Tử Đường Phố mình. Thì ở video này sẽ là một video câu like trực tiếp đấy, nói thẳng luôn là câu like đi. Vậy luôn đi, nếu cái video này đạt được 5k like mọi người nhá, 5k like thì mình sẽ tặng con ạc này. Nhưng để kèm theo đó, để tránh trường hợp nhiều bạn kêu này kia, thì mình sẽ có thêm hai phần quà nữa, đó là một phần quà ở một vị trí là 1k like và 3k like. Nếu như video này đạt được 1k like thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn 5 cái thẻ cào 20. Và nếu như đạt được 3k like thì sẽ thêm 10 cái thẻ cào 20. Và nếu đạt đến 5k like thì sẽ tặng luôn con ạc này. Thì tổng vị trí tất cả giải thưởng thì anh em biết rồi, đó là bao gồm 15 cái thẻ cào 20 và một con ạc VIP 14 có top thì chất luôn nha, cho anh em xem luôn dàn best này. Đấy, dàn best xịn sò luôn nha, không nên bảo là kênh Tiểu Tử Đường Phố chả bao giờ tặng ạc xịn. Đây, ạc xịn đây, hôm nay mang ra tặng luôn cho các bạn. Kênh giờ đã đạt được 19.000 người đăng ký rồi, mình thử một lần bằng 1 phần 3 kênh. Nó là 1 phần 3 chứ gần là 1 phần 4 rồi, 20 là 1 phần 4 rồi anh em. Đó, giờ chỉ cần được 5k like thôi, 5.000 người đang like video này. Đó, thì hôm tới ở cuối tuần này, mình tính là sẽ rơi vào hôm nay thứ mấy ta? Hôm nay thứ ba rồi, qua ngày mới luôn rồi, thứ ba luôn rồi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu mình sẽ tổng kết bằng và em vẫn sẽ diễn vào hôm thứ bảy thì sẽ là mình sẽ chốt nha. 3 ngày mình sẽ chốt. Đấy. Chốt nếu mà hôm đấy mà đủ 5k like thì hay là 3k like hay 1k like thì mình sẽ làm quà theo đủ luôn. Ví dụ như 1k like thì sẽ tặng thêm 5 cái thẻ 20 thôi. Còn nếu vụ 3k like thì sẽ tặng 15 cái. Và nếu 5k tặng luôn con đạc này kèm theo vào event đấy. Còn đâu ở event 19.000 người đăng ký thì sẽ có một ạc riêng. Nên là các bạn không phải lo về vấn đề đấy. Ở event 19.000 người đăng ký thì mình đã có chuẩn bị cho anh em một ạc. Hôm bữa mình vừa được một bạn cho top server mới rồi, top 4 server mới, nên các bạn không phải lo có đâu ạc như thế nào, thì tới mình sẽ quay cho bạn coi. Giờ để mình đánh xong này rồi mình sẽ show cho bạn xem con ạc này có những gì nhá. Đấy, để anh em thấy xứng đáng hay không, có xứng đáng để chơi hay không nhá. Quét qua cho các bạn đã. Lần đầu tiên cũng phải lần đầu tiên kênh cũng làm thử thách mấy lần rồi mà chưa lần nào thành công đó, nên là mình cũng muốn đây xem hiện giờ còn bao nhiêu anh em đang xem cũng như ủng hộ kênh Tiểu Tử Đường Phố của mình trong 19.000 người đăng ký đó, nên là mình muốn xem những anh em luôn luôn yêu quý mình là ai. Và mình cũng rất cảm ơn các bạn đã luôn cho mình những động lực để ra được video, làm video đến ngày hôm nay. Bữa nay mình cũng vừa mới nâng cấp chất lượng của video lên, các bạn thấy sao? Ok, giờ thôi chúng ta đi sâu ạc đấy nhá, đi sâu qua con ạc này xem nào. Tổng lực chiến toàn tem thì các bạn mình vừa nói rồi, sưu tập top 26, thú cưỡi top 9 này, PK top 39. Đây là túi đồ nhá, quên, con ạc này ở server 233 nhá, cứ nhiều anh em lại hỏi server đó. Này túi đồ đây các bạn, 53 cái bánh mì này, 9 cái hamburger, hamburger, thôi hamburger mình đọc sang rồi các bạn nhé, thông cảm tiếng Anh hơi rốt.
42 phụ kiện sử này, 1K8 hộp băng cấp cao, 88 nói skin. Đồ đeo này. Huấn luyện đặc huấn này. Đấy. Ui, danh vọng chiến này, nhận quà. Mở quà này thì nhận, mở quà đấy thì ngon rồi. Ui. Đá nha. Ui. Trời ơi, sướng. Đây, skin đồ nàng này thì rất là nhiều luôn, thoải mái cho anh em chơi về sau này. Đấy. Đấy, cực kỳ xịn xò luôn đấy, các bạn nhớ like share vào các fanpage nha, fanpage rồi các nhóm chat thì này like share nhanh vào, kêu gọi 5k like cho mình. Đủ 5k like thì thời sau sẽ nó có vài vần luôn. Đấy. Tài nguyên đây các bạn, rất là nhiều luôn. 36 đĩa tại skin này. Đấy, bộ đồ sun sun rồi các kiểu anh em đầy đủ đây, mình cho xem bạn xem cham luôn, cham 55 triệu nhá, bằng con ạc chính của mình luôn đấy, xịn thật sự luôn. Đấy, là tiền mang ạc xịn ra tặng cho các bạn luôn. Đây còn có Alex Roma luôn này. Đấy, quên nó chưa mà mình chưa sâu hết dàn bet cho các bạn luôn. Đây này, nét Roma luôn nha các bạn nhá. Đấy, ad cũng các thứ nói chung đầy đủ, mà sát đầu kìa. Đấy, rất là nhiều Richie, ui nhiều lắm. À tài xin đéo của hai thân gió luôn à, hai thân gió thì phải các bạn. Đây. Đấy, sầu nguyên con ạc cho các bạn xem để xem có xứng đáng 5k like cho cái video này không. Đấy, 5k like xứng đáng để nó làm event không, để nó có xứng đáng không. Em bay nào, hai thân gió đúng không, 2-1-1-1 các bạn. Đây, tiếp tục chầu ray này, skin này. Đấy, đột phá 12 này.
Ồ, mới được có một cháu đó à. Thôi anh em về chịu khó siêng cày cày là được. Dạng này mình cũng về kho lâu rồi nên mình cũng muốn mang ra tặng các bạn luôn. Trang phục mạc đây. Đấy, trang phục mạc. Đồ 2 sao rất nhiều phụ kiện này. Ui, một bộ sấm sét, 3 bộ hộ ô này, 4 bộ hộ ô. Đầy đủ thông thì để xem áo nữa. 4 cánh áo luôn này, giày. 4 cánh giày luôn anh ạ. Ui, 4 bộ hộ ô luôn nhá, xịn nhá. 3 bộ sấm sét à. Ui, 3 bộ sấm sét luôn kìa anh em. Vậy xịn thật sự nha, đấy tạc hạc hạc xịn cơ đấy nha các bạn nha. Đấy, anh em chê nữa chịu. Ok thôi, kết thúc video thì đó các bạn cứ nhớ ký cho mình nhá. Nếu video này, cái video này đạt được 1.000 like, 5 thẻ cào 20, 3.000 like, 15 thẻ cào 20 ơi. Và cuối cùng là 5k like thì sẽ tặng con ạc này. Ok. Rất cảm ơn sự yêu quý của anh em và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ video này của mình bằng cách đón like và share lên group fanpage giúp mình nhé. Ok, video mình kết thúc đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở video theo. Bye bye. Chúc anh em xem video về đừng quên đón like và share ủng hộ channel. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt nha. Hẹn gặp mọi người ở video theo. Bye bye.